Các bạn, chào mừng các anh chị bạn đến với cái series khóa học về bán hàng quảng cáo và kiếm tiền trên Facebook. Tên tôi là Nguyễn Phan Anh, cũng là tác giả của cuốn sách bán hàng và quảng cáo kiếm tiền trên Facebook và các cái khóa học về Facebook Marketing, Facebook Ads, gồm có các lớp học offline và các cái lớp học online video và cả chương trình hướng dẫn trên YouTube nữa. Tên tôi là Nguyễn Phan Anh, là giảng viên đại học thì các bạn đã biết rồi đúng không ạ? Và trong video bài học này thì tôi sẽ hướng dẫn các bước để giúp các anh chị và các bạn có thể làm xin cái dấu tích xanh cho Facebook cá nhân của mình hoặc là fanpage. Thế thì ở đây thì các anh chị các bạn có thể nhìn thấy là như tôi đã có một cái tích xanh cá nhân đây rồi. Đấy. Facebook đã xác nhận đây là trang cá nhân thật của người này, là của công chúng. Thì đầu tiên ấy, thì chúng ta cần phải làm quen với cái khái niệm tích xanh là gì. Tích xanh nó là một cái dấu nhãn hiệu mà Facebook sẽ cấp cho một cái tài khoản Facebook cá nhân hoặc là một cái fanpage để chứng tỏ rằng là đây là một cái tài khoản thật, đây là một cái tài khoản uy tín, đây là một cái tài khoản của một người có uy tín trong cái cộng đồng Facebook. Đối với trang cá nhân thì đó là người nổi tiếng, người của công chúng, nghệ sĩ. Đối với trang fanpage thì đó là một cái website, một cái fanpage, một cái thương hiệu nổi tiếng và được nhiều người biết đến. Đó, thế thì đầu tiên thì tôi sẽ hướng dẫn các anh chị và các anh chị để làm cái trang Facebook cá nhân này trước. Thì cái cách làm ấy, chúng ta sẽ phải có một cái lượng bạn bè đủ lớn và cũng có một cái lượng theo dõi đủ lớn. Và có thể chỉ cần khoảng độ 5.000, 10.000 bạn thôi là chúng ta đã có thể có xin được cái dấu tích xanh này rồi. Cái dấu tích xanh là để chứng tỏ là mình là người, không phải là người kiểu như là bị làm giả tài khoản, làm giả mạo tài khoản. Đó, ý là như vậy, đúng không ạ? Và thứ hai nữa là cái tích xanh này nó cũng sẽ giúp cho chúng ta là có thể là tạo cái độ uy tín hơn khi mà chúng ta giao dịch, đăng bài ở trên Facebook hoặc là mua bán trên trang cá nhân. Thế thì cách làm này, một là chúng ta sẽ phải có avatar nhận diện mặt của chúng ta là mặt chuẩn, tức là ảnh thật chứ không phải là ảnh ảo. Và thứ hai nữa là cái tên của chúng ta cũng phải là tên thật nhá. Facebook duy trì chính sách là tên thật chứ không cho tên theo kiểu nickname. Các bạn nhìn thấy, các bạn chọn một cái ảnh đại diện rõ mặt, sau đó các bạn có tên thật của mình. Trong phần tiểu sử thì chúng ta cập nhật những cái thông tin về nghề nghiệp, rồi thì công việc, rồi thì học vấn, và một số, đặc biệt là có một số cái đường link báo chí của những cái trang báo nổi tiếng nói về chúng ta. Có thể là chúng ta sẽ bỏ tiền ra mua những bài này, hoặc là chúng ta viết bài báo, hoặc là chúng ta được phỏng vấn. Thí dụ như là thầy Phan Anh thì thỉnh thoảng là được VTV phỏng vấn chẳng hạn. Thế thì nó cũng sẽ có những cái bài viết về thầy Phan Anh, hay là những cái bài mà thầy Phan Anh viết để đăng trên các tờ báo, vân vân. Đó, các bạn phải đưa hết vào đây nha. Các bạn phải đưa hết vào đây, hiển thị nổi bật lên. Ok, vâng. Thế sau đó tiếp theo, đấy là chúng ta sẽ chuẩn hóa những cái thông tin ở trên này, đặc biệt là thông tin ở phần giới thiệu và những cái bài viết. Chúng ta sẽ cố gắng là không vi phạm những cái chính sách của Facebook. Đó. Thế sau đó thì chúng ta cũng sẽ bắt đầu tìm trên Google những cái bài viết, đường link liên quan đến cái cách mà làm thế nào để yêu cầu huy hiệu xác minh da trời màu xanh đây, gọi là Blue Badge, đúng không ạ? Thế thì chúng ta thấy rằng là một số tài khoản là đại diện người của công chúng, tổ chức truyền thông nên sẽ có xác minh. Đấy. Tuy nhiên không phải mọi người, mọi tài khoản đều có nhá. Cái này nó cũng ngẫu nhiên thôi. Đấy. Và Facebook có nói rằng đừng bao giờ hợp tác với những cá nhân hoặc doanh nghiệp nhận tiền để đảm bảo làm huy hiệu tích xanh cho bạn nhá. Đây là Facebook là không bán huy hiệu xác minh này nhá. Cái huy hiệu này là miễn phí. Nếu mà sau này tôi có làm cái tích xanh này cho các bạn thì tôi cũng chỉ lấy tiền công thôi. Còn về nguyên tắc là Facebook miễn phí, không lấy bất kỳ cái phí nào. Tôi chỉ lấy tiền công thôi. Và tôi sẽ hướng dẫn mọi người cách làm chuẩn. Đấy, cách làm chuẩn nhá. Ok. Sau đó thì đây, chúng ta sẽ vào cái đường link này. Đấy. Thế thì cái huy hiệu đã xác minh tích xanh ấy là cho biết là Facebook đã xác nhận trang hoặc trang cá nhân có sự hiện xác thực của thương hiệu hoặc là người công chúng, tăng được cái độ uy tín như tôi đã nói. Và chúng ta sẽ nhấp vào cái mẫu này để làm
Đấy, cần phải đáp ứng những cái yêu cầu nào để xin cấp được cái xác minh? Thứ nhất là xác thực là người đại diện cho tổ chức và doanh nghiệp có đăng ký thực. Duy nhất ở đây tức là người duy nhất, đúng không ạ? Vâng, là người duy nhất. Đấy, ví dụ như là tôi là CEO của công ty PA Marketing, tôi là giảng viên đại học, tôi là chuyên gia về marketing online, tôi là một tác giả sách, ví dụ thế, đúng không? Thì là chúng ta sẽ làm, thì chúng ta hoàn toàn có làm được. Có phần giới thiệu, hình ảnh và trang đại diện và trang nhân hoạt động gần đây với một số bài viết. Và đáng chú ý là đại diện cho một người hoặc một thương hiệu có thể nổi tiếng, thường được tìm kiếm. Thế thì chúng ta có website, chúng ta có kênh YouTube để bổ trợ thêm, và có những cái đường link báo chí cũng rất là tốt. Đây này, có thể liên kết đến trang website, Instagram, Twitter. Thế thì chúng ta đưa hết lên trên Facebook này, như tôi đã hướng dẫn, đúng không ạ? Đấy, đây, tôi có Twitter này, tôi có Google Talk này, tôi có Yahoo này, tôi có Skype này, các bài báo này, tôi có YouTube này, tôi có web này. Đấy, web PA Marketing. Thế thì người ta vào, người ta sẽ xác minh này, đúng là ông này như thế là cũng nổi tiếng thật, thì người ta cấp thôi. Thì tôi xin cái hồ sơ này, tôi xin thì chỉ trong vòng là chưa đến 1 giờ là Facebook cấp tích xanh cho. Đấy, rất là đơn giản, hoàn toàn không mất phí nhá. Thế còn nếu mà bạn chưa đủ điều kiện thì bạn có thể thuê tôi tư vấn, thuê tôi hướng dẫn cách làm. Còn về nguyên tắc là xin cái tích xanh là không mất, được chưa? Thế đây cách xác minh này, chúng ta có thể nhìn thấy ở đây. Bạn đang xác minh gì vậy? Trang hoặc trang cá nhân? Thế thì ở đây Facebook cá nhân nhá. Đây là Facebook cá nhân này. Thì chúng ta sẽ chọn trang cá nhân. Đấy. Giấy tờ thì chúng ta đưa lên: hộ chiếu, chứng minh thư, tờ khai thuế, hóa đơn, điều lệ công ty nhá. Thế thì ở đây thì chúng ta sẽ đưa lên đây là hộ chiếu chẳng hạn. Cái hộ chiếu của chúng ta chứng minh là chúng ta chính là Nguyễn Phan Anh. Thế chúng ta sẽ up file lên đây. Được chưa? Chúng ta sẽ up file lên đây. Rồi. Ngoài ra thì chúng ta thấy rằng là đấy, ví dụ như điều lệ công ty thì chúng ta có thể up file những cái file, kể cả file PDF, file docs, các thứ đều đưa lên đây được, nếu như mà chúng ta làm trang fanpage, được chưa? Rồi. Thế còn nếu mà là trang thì chúng ta phải sở hữu cái trang đó. Chúng ta phải sở hữu cái trang đó, được chưa? Thế tôi đang hướng dẫn là chúng ta đang làm cái trang cá nhân trước. Thế trang cá nhân thì chúng ta sẽ chọn đây chính là hộ chiếu hoặc chứng minh thư, thẻ căn cước công dân. Đấy. Hạng mục chúng ta là ai? Ví dụ chúng ta là doanh nghiệp, đúng không ạ? Hay là chúng ta là làm về thời trang, ví dụ như là fashionista, hay âm nhạc là music maker, hay là singer, đúng không? Ca sĩ hoặc là người tạo ra âm nhạc, danh thủ bóng đá, vân vân, chính trị gia, kiểu kiểu như vậy. Nó có một số những cái hạng mục chúng ta chọn. Thì ví dụ như là thầy là có thể chọn là người sáng tạo nội dung kỹ thuật số, blogger và người có tầm ảnh hưởng. Vì là thầy là writer, đúng không ạ? Thầy viết rất nhiều các bài viết trên báo chí, viết sách, viết làm YouTube. Ok, chúng ta chọn nha. Đấy, ví dụ như thầy chọn cái này. Nhập tên quốc gia thì chắc chắn là chúng ta chọn Việt Nam rồi. Đó. Đối tượng, mô tả những người theo dõi trang. Thí dụ như là chúng ta là một tác giả sách, một giảng viên, đúng không ạ? Thì tôi sẽ viết là tôi là tác giả sách. Đấy. Và là giảng viên đại học. Tôi có rất nhiều sinh viên và độc giả quan tâm. Tôi mong muốn được Facebook cấp huy hiệu màu xanh da trời cho tài khoản Facebook cá nhân của tôi. Điều này giúp tôi yên tâm khi hoạt động trên nền tảng mạng xã hội Facebook. Ok, ví dụ thế. Tên gọi khác thì không có, đúng không ạ? Vâng. Tên mình vẫn là Nguyễn Phan Anh thôi. Đây có 5 đường link liên kết. 5 đường link liên kết thì lúc này mình qua đây mình lấy. Đấy, mình lấy cái đường link này mình đưa để chứng tỏ rằng là
Tôi chính là ông Phan Anh, rất là nổi tiếng đúng không ạ? Báo chí họ viết về tôi rất nhiều, hay là họ hỏi ý kiến, họ phỏng vấn tôi. Đấy. Để làm gì? Để cái đội ngũ của Facebook ấy, họ sẽ đi họ xác thực đúng không? Đấy, đây là thầy Phan Anh viết rất nhiều bài viết. Đấy, có chữ ký tên của thầy Phan Anh mô tả ông Phan Anh ở đây. Rồi, thế bây giờ tôi sẽ dán nó vào đây. Liên kết một tôi dán nó vào đây. Xong. Liên kết hai tôi dán nó vào đây. Xong. Đúng không ạ? Liên kết 3 tôi lại dán nó vào đây. Đấy. Liên kết 4 tôi lại dán nó vào đây. Đấy. Liên kết 5 thì tôi dùng cái này. Tôi dán nó vào đây. Đấy. Sau đó thì tôi bấm nút gửi. Đấy. Thì tôi đã xin rồi thì tôi sẽ không gửi nữa. Được chưa? Đấy. Thế thì cái việc mà xin những cái này thì nó khá là dễ, nó không khó. Vấn đề của các bạn này cần phải lưu ý là, một là khi mà các bạn thuê hoặc nhờ những cái người mà làm tích xanh cho mình thì các bạn phải hết sức lưu ý là nên sử dụng những cái người mà có uy tín, bởi vì là khi vào Facebook mình phải cấp cái tài khoản cho người ta vào, người ta xin hộ. Thì vừa rồi nó có cái hiện tượng là một số những người nổi tiếng muốn xin tích xanh thì là bị những cái bạn mà xin tích xanh thì các bạn ấy sẽ lợi dụng cái việc đó, mà các bạn ấy nhắn tin vay tiền vay nong, rồi đọc những cái tin nhắn này lộ những cái vấn đề này vấn đề kia, vấn đề bảo mật thì hết sức là chú ý, được chưa ạ? Thế thì tôi cũng chỉ chia sẻ như vậy thôi, thì các bạn lưu ý thêm nhá. Thứ hai nữa là các bạn phải nhớ rằng là Facebook là không thu tiền, những cái tiền mà tôi có lấy hay là những cái bên lấy là đấy là tiền công, tiền tư vấn, và đặc biệt là chúng ta phải có những cái đường link báo chí như này để thể hiện là chúng ta là người uy tín, có thương hiệu và có kiểm chứng. Ngoài ra thì chúng ta cũng phải làm các hồ sơ công việc của chúng ta. Thế còn đối với fanpage thì khó hơn một chút. Thì tôi cũng đã tư vấn cho nhiều cái fanpage, nhiều cái thương hiệu để làm. Chúng ta cần phải làm hồ sơ, cần phải làm đường link, cần phải rất là kỹ và cần một cái thời gian chuẩn bị để đạt cái mục tiêu của Facebook, chúng ta xin chuẩn mực đàng hoàng chứ không phải hack rồi làm giả hồ sơ vân vân. Ok. Và nếu như mà các bạn đang cần xin tích xanh cho Facebook cá nhân cũng như là cho fanpage của mình thì các bạn có thể làm theo hướng dẫn của tôi hoặc là liên hệ với tôi để tư vấn và trợ giúp. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong video bài học tiếp theo. Xin cảm ơn.